Chào tất cả các bạn, bữa nay mình sẽ làm cái món là tôm hấp, tôm nướng tôm tái dừa nha các bạn. Và tại vì nguyên liệu gồm có tôm, tôm này sáng mình mua là tôm còn tươi đó, còn sống luôn nữa. Bây giờ để mất làm biết giờ nó chết rồi. Bây giờ nguyên liệu gồm có tôm nè và tái dừa, có hai cái thôi, đơn giản thôi. Và cái đây là cái lưỡi cưa để chuẩn bị cưa tái dừa ra. Rồi đây là cái bếp, đây là giấy bạc để quấn với cái đít tái dừa đó các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu làm thôi nha. Rồi bây giờ là mình bắt đầu mình cưa tái dừa nha các bạn, cưa tái dừa làm cái nắp, cưa tái dừa này làm cái nắp cái bỏ tôm vô. Cái này mình cưa cái vỏ cứng thôi, còn tới cơm tôm á mình lấy cái dao mình nạo lại nha các bạn. Các bạn quay không? Mình không có thời gian đi quay clip á, cho nên là mình ở nhà mình vừa làm cái món này được. Có clip để tải lên. Rồi bây giờ xong rồi, dần xong mình lấy cái dao đi nạo lấy cơm nó ra, cái dao lấy cơm đó nè các bạn thấy không? Được rồi, cái cưa là mình cưa cái vỏ cứng thôi. Còn cái cơm thì mình lấy cái dao mình nạy nha các bạn. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Ra cái nắp. Đây. Bây giờ mình lại mình bỏ tôm vô thôi. Đây. Giờ mình à rồi. Sau khi mình ấy thì mình chế nước ra đây rồi nha các bạn, chế nước dừa ra đây rồi, bây giờ mình bỏ tôm vô tái dừa. Mà cái tái dừa này cơm hơi dày chắc nấu hơi lâu nữa các bạn. Giờ mình cho bỏ tôm vô thôi.
Cái này chắc cũng khoảng 3 lạng tôm, hơn hơn 3 lạng các bạn. Rồi, dưa đầy luôn các bạn ơi. Này khoảng 3 lạng tôm nó vừa đầy luôn nè. Bạn thấy không? Rồi bây giờ mình chế nước vô nha. Chế nước dừa nãy vô nè. Rồi, chế vô không hết. Vô chỉ được nửa nước dừa thôi. Rồi bây giờ mình lấy giấy bạc mình quấn vào nha các bạn. Rồi, ngay nắp rồi. Ngay cái nắp nó rồi. Bây giờ mình lấy giấy bạc mình quấn nó lại. Mình dời nó ra đây chút đi. Các bạn biết, quấn giấy bạc là cho nó đừng có cháy cái đít. Cái đít của cái trái dừa đó. Rồi. Giờ mình quấn sơi thôi, chừa lại, chừa nắp rồi là hết. Mình để đây. Rồi mình cắm điện nha. Rồi mình bắt điện lên thôi. Thì bây giờ để mình coi là bao nhiêu phút mới chín nha. Đây. Bây giờ là 11 giờ 30. 11 giờ 30 rồi. Để mình coi mình là tới mấy giờ nó bao lâu nó sẽ chín. Mình thấy chưa? Đó. Bây giờ mình đi cái công suất là 2.000. Nha các bạn. Đó là các bạn thấy công suất là 2.000. Chứ không phải 2.000 độ đâu nha các bạn. Công suất của cái này là mình đang đi là 2.000, nó tối đa là có 2.000 thôi, mình đang đi 2.000. Bây giờ mình thử coi bao lâu nó mới chín nha. Rồi các bạn thấy không? Sau mấy phút thì giấy bạc nó nóng rất là nhanh, cho nên nó bốc khói á, giấy bạc bốc khói chứ không phải tơi. Nước thì chưa gì đâu các bạn, nó vừa nó chưa có gì hết á. Tới dừa nó mới ấm ấm mà. Mà cơm này nó cũng dày nữa, cơ dừa này có cơm dày rồi cho nên nấu cũng hơi lâu nha các bạn. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình chờ đợi thôi. Bây giờ mình làm tiếp nè, đợi máy chạy tiếp này ha. Mình tới xíu nữa lại cái mình đợi nó chín mình lấy ra thôi. Nãy giờ mình luộc là 1 tiếng đồng hồ rồi nè các bạn, mình nướng nó ở đây là 1 tiếng còn dở ra coi. Rồi bây giờ nó đổi màu là tức là nó nóng rồi nè, đó nó nóng rồi các bạn, bạn thấy không, nó cháy tới dừa đen luôn nè ha. Ở với có giấy bạc á, chứ không có giấy bạc là bây giờ nó cháy luôn cái gáo này rồi đó. Rồi bên đây nó hát lên tới lên trên luôn nè các bạn ha. Mà bây giờ á, nó đỏ nó tái chín rồi nè, nhưng mà chưa, để đợi nó sôi lên nữa. Nãy giờ là 1 tiếng rồi,
Cái này thì nó lâu hơn, mình bỏ vô cái nồi nước mình luộc nha các bạn. Bỏ vô nồi nước á, bỏ nguyên cái dừa vô nồi nước luộc luôn thì nó nhanh hơn. Tại vì nó nóng đều cái này phải dừa nè. Chỗ này nóng ở dưới nóng lên không à. Thấy nhiệt độ 2000 nãy giờ. À, công suất chứ, công suất 2000 vào nãy giờ luôn á. Rồi giờ mình chờ tiếp thôi. Rồi các bạn, nãy giờ mình luộc gần 2 tiếng đồng hồ rồi, nãy mình nướng nó gần 2 tiếng rồi. Bây giờ mình dở ra coi nha. Rồi. Chín rồi các bạn thấy không? Nước sôi rồi đó. Đó, các bạn thấy sôi không? Sôi nhẹ rồi. Giờ mình cái này thì nó sôi nhiều không có đợi nó nổi đâu, cho nên cái này giờ là chín rồi đó, mình lấy ra mình ăn. Mà phải dừa nó bị cháy luôn đó các bạn. Phải dừa nó cháy luôn rồi, lên lửa luôn. Nó cháy qua lớp giấy bạc luôn. Nó cháy luôn lên tới dừa, cái vỏ tới dừa luôn. Rồi giờ mình chuẩn bị ra và ra mình ăn nè. Bây giờ cái này mình sâu thiệt nè các bạn ơi, sâu rồi nè, sôi tàu ra hoài luôn rồi nè. Giờ mình thôi mình đem xuống mình nhậu thôi. Rồi bây giờ mời các bạn chuẩn bị nhậu nha, các bạn chuẩn bị nhậu cho vui nha. Giờ mà các bạn dùng nha, giờ tôm xong rồi, khói luôn. Nước dừa nè, cái nước này uống được luôn nha các bạn, đây là nước dừa nó ngọt. Nước dừa nó ngọt. Đây là bia. Các bạn nhé. Đây là muối tiêu chanh nha các bạn. Tắt máy rồi, tắt máy cho nó ngon. Mời các bạn nha. Mời các bạn. Đấy. Ở đây nè ăn. Chờ lâu coi. Đó, chờ lâu nha luôn. Ăn luôn cái vỏ cho canh có canxi nha các bạn.
Cái này cơm nó hơi dày luôn, 2 tiếng đồng hồ. Này mau chín lắm trời. Hả? Cơm mau chín lắm. Nhưng mà cái này nó dày quá, nó lâu nước, lâu nóng, 2 tiếng đồng hồ mới chín nữa. Mới sâu lên nổ. Nước dừa nó cúp vô tôm quá ngọt luôn. Đây. Nè các bạn nha, vô. Còn cái này là mình ăn rồi mình không có bỏ vỏ các bạn, vỏ có canxi. Nhớ lòng nó mới có canxi. Rớt ra ngoài hả gì? Sao mình còn sống? Cái này bạn thấy nó nóng bốc khói không? Hấp nước cái này, cái nước ngọt. Đừng có bỏ cái nước. Vô. Các bạn mà không có thời gian đi qua clip á, có việc làm tại nhà thì làm món ăn gì sẽ có clip vừa làm vừa nấu luôn. Bỏ vô được mấy con? À biết, nhiều ạ. Bỏ hết rồi. Ừ. Này con khoảng 30 con, 25-30 con nữa, nhiều. Bỏ hết luôn hả? Ừ. Vừa đủ luôn. Rồi, mời các bạn cái nữa. Clip này mình quay tới đây thôi, xin tạm dừng ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn nha.